năm 18 tuổi nó đã bước ra đời. Quyết tâm bám đuổi bao nhiêu mơ ước xa vời. Nhiều lúc bị áp bức miệng không thốt ra lời. Nhẫn nhịn là tốt nhất, thời cơ tốt cũng đã tới. Cuối cùng nó cũng phất lên, kiếm được miếng cơm. Và nó muốn dùng tiền để mua cho mình chút tiếng thơm. Nhưng đời vốn công bằng, hãy có bay thì có trả. Thật là thật, giả là giả, Phật là Phật, ma là ma. Mày biết trên đời này cái gì là quý giá nhất không? Không phải tiền bạc, không phải thành công, cũng chưa chắc là hạnh phúc nữa. Thời gian mới là quý giá nhất. Vì không có thời gian, mày sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, không hưởng được thành công, cũng không xài được tiền. Mày phải dành thời gian để sống với bản thân mày xưa. Đừng quá tốt với ai, nhất là đừng phí phạm tâm sức cho một đứa bạn tồi như tao nữa. Tạm biệt mày. Pass cửa là 21. Nhanh quá ha. Tụi được ở đây thiệt hả? Bộ tính đứng ngắm cảnh luôn hả? Ờ, chứ có làm gì đâu. Đi theo tôi. Sao nữa mật khẩu? Quên. Nhưng mà mệt quá à. Có gì ăn vậy? Có. Bò, gà, rau muống, xôi, đủ hết. Điên à? Bà biết nó ăn gì? Ê, đau bụng quá. Học đi.
Bụi chết đói hả? Cũng hơi hơi. Bỏ chân xuống. Có ai đâu. Bớt khó vậy bà. Này là góp ý để tốt hơn. Chứ lại sau này á, bớt kêu khác là ba lại. Khoan. Ngồi xuống. Tiện phân vậy. Tôi nói nghiêm túc là phải bỏ hết những thói quen xấu này đi. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao? Nếu không thì sao? À, nếu Lý Thanh không chịu thay đổi thì Xuân Long vẫn sẽ tiếp tục im lặng rửa chén. Cười rồi nha. Nhưng mà nói chứ, thay đổi thì cũng phải từ từ, đâu có làm liền được. Vậy là tốt chưa? Ủa chứ làm sao? Nhìn tôi gì không tốt hả? Sao? Thấy tóc đẹp không? Cũng được. Ê. Hả? Ăn mì không? Ăn. Học bài đi. Xài đi. Thiệt đó hả? Ừ. Ê. Ừ? Tôi có cái này cho cô nè. Quà hả? Cái gì vậy? Thôi cảm ơn. Cái gì mà nóng dữ vậy? Trời ơi, trà tao mới đổ nước sôi cho chưa kịp ra luôn á mày. Giết tao đi. Uống hà mồ còn nói nữa. Anh Tiền. Quang. Cái tay. Hai người phải giúp đỡ em. Vụ gì? Em đang trốn nợ. Hả? Trời. Mày không có được nói tao ở đây nghe chưa? Dạ. Ủa tao nói chuyện không mày? Hả? Tao hỏi Diệu đâu? Kêu nó trả nợ tao coi. Cô chú bình tĩnh đi, đây. Alo. Nhà riêng của Diệu đâu? Nhà chung, tao tính tiền có kiểm nhà chung. Tụi bay ở chung với nhau thì tụi bay phải có tình người với nhau chứ. Phải biết bảo ban với nhau. Kêu nó gom tiền trả nợ tao đi. Cô ơi cô, tụi con là bạn nó chứ không phải ba má nó. Không có kêu nó trả liền như được đâu cô. Gì vậy? Ba má nó mà cô nói như cô là ba má của con vậy cô. Cô nói gì đâu có được. Tại vì bây giờ ai nợ nó trả chứ. Bây giờ sao? Mà nó thiếu cô bao nhiêu tiền. Nói cho con nghe. Nó thiếu không có nhiều đó. Có một cây vàng à con. Trời ơi. Một cây vàng. Làm CV được rồi đó. Làm xong nộp vô đây. Một cây vàng lận má. Tiền đó mà trả. Ủa? Chứ không phải là học trung cấp. Xong lên cao đẳng. Rồi lên đại học hả? Không. Bây giờ đi thực tập luôn. Có
không? Nghe nói này có con ông cháu cha tới cạnh tranh với mình á. Dữ vậy sao? Ừ? Mà con ai? Đâu biết đâu. Em chào chị. Có nhiều kinh nghiệm quá ha. Trả lời cho chị biết, tại sao em lại chọn apply vào công ty Vicook? Công ty Vicook à? Ừ, được đó. Thời gian gần đây thì công ty này có nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đóng hộp. Ủa, nhưng mà sao con lại chọn cái công ty này để thực tập? Trả lời đi. Dạ, dạ tại vì công ty Vicook không có yêu cầu sinh viên phải có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc. Trời. Trả lời thiệt lòng quá vậy con. Thực ra là con muốn làm ở Dynasty hơn. À, vậy hả? Dạ, em nói thiệt là tại vì ở đây không có yêu cầu 2 đến 3 năm kinh nghiệm đó chị. Nên em nghĩ chắc là em có ưu thế hơn những bạn khác. Em từng làm việc với Giang Kênh Cúc hả? Dạ, em làm với ảnh trong event ẩm thực đường phố Việt Nam. Vị trí gì? Trợ lý. Cái ngày lễ hội đó, Giang Kim Cúc nấu món gì chị quên rồi? Bánh mì Việt Nam ạ. Sao vậy chị? Lâu rồi chị mới thấy một bạn trẻ có cái đầu nhảy số nhanh như em rồi đó. Nói dối không chớp mắt. Ngày lễ hội, Giang Kim Cúc có nấu món gì đâu mà em trả lời là bánh mì? Hay là tại vì em thấy là lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam nên em chọn Đại? Em xin lỗi, em nhận là em sai khi không trung thực ở trong CV của mình. Nhưng mà mục đích cũng chỉ để em nổi bật hơn những bạn khác thôi chị ơi. Trong một thời gian rất là ngắn, em đã có thể tìm được hết thông tin về Giang Kênh Cúc nè. Còn câu hỏi của chị, tại vì em không có dữ liệu cho nên là em phải chống chế vậy thôi. Với những cái khả năng như vậy thì có bù đắp được cái sai của em không chị? Đủ rồi em. Cảm ơn em. Hẹn gặp em tuần sau. Em được nhận hả chị? Chị nhìn thấy được cái khả năng của em. Em cảm ơn chị. Phỏng vấn sao rồi? Đậu rồi chứ sao? Dữ vậy sao? Trời, dữ lắm, để kể cho mà nghe. Alo. Alo. Anh Long hả? Em hãy chặn nè. Giờ có cách nào
cho em liên lạc được với Lý Thanh không anh? Có chuyện này quan trọng lắm. Liên quan tới người thân của Thanh đó. Nói đi. Alo. Mẹ. Mày chịu trọi đầu ra rồi đó hả? Tao tưởng mày trốn tao luôn rồi chứ. Tao nói cho mày biết. Mày biết tại sao người ta gọi tao là Hải Chằng không? Vì tao chẳng thích hài. Bớt giỡn mặt với tao lại. Con Sương nó yếu lắm rồi. Tới gặp nó đi. Sương bị gì? Muốn biết nó bị sao, tự chủ động tìm tao đi. Xuống xác con đỏ 10 chai cho tao. Sương là ai em? Sao nó gọi cho anh? Sương là ai? Ê! Trái đất tròn ghê á. Ê. Ơi. Đúng rồi. Người ta sao dám nhận người quen. Dù gì thì người ta cũng nghỉ học vì cái tội ăn cắp mà. Dạ. Cảm ơn chị. Chào mọi người. Chúc mừng các bạn đã vượt qua được 60 ứng cử viên để trở thành người được chọn. Tôi là người trực tiếp hướng dẫn cũng như đánh giá các bạn. Tuy nhiên, trong số những người được chọn ở đây thì chỉ có một slot duy nhất là nhân viên chính thức, nên mọi người cố gắng lên nha. Dạ. Tôi không quan tâm mọi người có gốc gác hay là quá khứ như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến thái độ và năng lực làm việc thôi. Ai có ý kiến gì không? Dạ em có ý kiến. Dạ, là đầu tiên em cảm ơn chị Phụng vì đã tận tụy chỉ dạy cho tụi em. Chị chưa dạy em. Dạ, ý em là những cái mà sắp tới chị sẽ dạy cho tụi em. Em nói thẳng như vấn đề đi. Đừng có nói lòng vòng, đừng thảo mai. Chị không có thích. Và nếu như có định thì khéo một chút. Em cười vậy Thanh? Dạ không có gì. Tôi mong là tất cả mọi người nên tập trung làm việc. Ở công ty chỉ có công việc và công việc thôi. Không đem chuyện riêng xen vào. Phòng kinh doanh sắp tới sẽ có một cái dự án khai trương nhà hàng mới. Thường thì các thực tập sinh sẽ không được tham gia. Tuy nhiên tôi là người trực tiếp quản lý các bạn, nên tôi sẽ cho các bạn một cơ hội để mà có thể học hỏi. Mọi người xem kỹ nha. Trong công ty thì không cấm sử dụng điện thoại, tuy nhiên chúng ta phải thể hiện cho người ta thấy mình là người chuyên nghiệp. Hiếu chuyên nghiệp quá. Sao? Các bạn có ý kiến gì? Vào ngày khai trương chúng ta sẽ làm gì nè? Dạ, em nghĩ là mình nên chạy PR hoặc là thông cáo báo chí. Dạ, theo em nghĩ là nên chạy social, Facebook, YouTube. PR social là cái chuyện đương nhiên chị. Thời buổi giờ là TikToker chị. Em nghĩ là mình phải mời TikToker. TikToker thì không phải là mục tiêu và điểm đến của chúng ta. Hay là mình mời KOL và KOC ngành ẩm thực đi chị. Ý em là danh kênh Cúc. Cái người mà em có cơ hội được tiếp xúc làm việc, mà em ghi trong CV xin việc đúng không? Ờ...
Chị thấy trong tất cả những ý kiến ở đây thì ý kiến của Thanh hay đó. Chúng ta cứ làm thôi. Trong các bạn, ai nhận được cái gật đầu của ông Danh Canh Cúc thì bạn đó sẽ được điểm tuyệt đối. Chị, như vậy hình như là không có công bằng với tụi em. Có vẻ như Thanh là lợi thế hơn nhiều chị. Chị ơi, nhưng mà... Chị không muốn biết lý do, chị chỉ cần biết kết quả thôi. Em thấy rồi đó, tất cả mọi người ai cũng nói là em có lợi thế mà. Đừng để thua, kỳ lắm. Cố lên nha. Sao mày hỏi tao? Ai biết. Em biết đây là đâu không? Thực tập sinh như em muốn vô là vô hả? Em không hiểu. Chị biết em khai khống trong CV mà. Chị biết mà. Nhưng sao chị còn làm gì? Chị muốn làm khó em. Ok chị. Chị là agency chuyên booking slip. Em muốn làm việc với ai bên chị cũng có thể hỗ trợ được. Nhưng riêng anh Giang thì đó giờ anh không làm việc với agency rồi. Vậy thì làm việc qua ai ta? Thì đó là cái lý do mà tại sao tụi mình lại có mặt ở đây nè. Giờ sao? Ai biết sao. Dạ. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh là quản lý ở đây. Dạ. Tụi em xin giới thiệu. Tụi em đến từ công ty VCook, là một công ty chuyên sản xuất cũng như là phân phối đồ họp ở thị trường Việt Nam. Sắp tới công ty tụi em có một cái dự án, đó chính là khai trương một cái nhà hàng mới. Cho nên tụi em muốn mời chú Giang đến tham dự sự kiện. Không biết anh có thể nào chuyển lời giúp em để tụi em gặp trực tiếp được không ạ? Vậy thì mấy đứa liên hệ qua email rồi đợi công ty phản hồi. Chú Giang cũng không có mặt ở đây. Anh ơi. Dạ thật sự là tại vì cái công ty của tụi em kêu tụi em xuống đây là rất muốn mời chú Giang. Anh đã nói là chú Giang không có mặt ở đây. Anh nói thiệt. Dạ cảm ơn anh. Ôi. Ôi. Dạ xin lỗi anh. Em chuẩn bị tiếp cái đoàn khách chiều nay cho anh. Người ta có yêu cầu gì báo anh liền nghe chưa? Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Em nãy có thằng bé nào tìm anh á. Em gửi mấy cái thiệp này đến khách mời giùm anh nha. Dạ. Em ơi, lát gửi cho khách giùm anh. Cảm ơn. Dạ. Em ơi, chị bên anh Giang á, cho chị xin lại một cái về sửa lại design được không em? Dạ, em gửi chị. Cảm ơn nha. We'll be right back.
Mày biết khùng không? Anh hình cà phê nè. Cái dự án mình đang làm á. À, cái dự án đó đúng không? Thì mình tìm phương án đi. À dạ, 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 em ra liền, ra liền. Trời ơi, vậy cái tin đồn của người chống lưng là thiệt hả? Tao nói rồi mẹ. Sao? Bây giờ mày lấy cái điện thoại á, mày chụp cái số điện thoại nó lại. Nhanh lên, nó vô bây giờ. Thôi. Sao nữa? Mày xóa cái tin nhắn đó đi. Xóa rồi. Sao? Mày đi liên lạc đi. Dạ alo. Dạ cho hỏi đây có phải là số điện thoại của trợ lý vợ chồng ông Danh Kinh Cúc không ạ? Dạ đúng rồi, Lý Thị Thanh đúng không em? Dạ em là Thanh. À chị Thanh ơi, cuối tuần này thì anh Giang sẽ có buổi ký tặng ra mắt sách. Em nghĩ là chị nên có mặt để trực tiếp trao đổi với ảnh thì dễ hơn ha. Ảnh đồng ý là chị Mai đồng ý à. Nên là em sẽ gửi thời gian và địa điểm qua số điện thoại này cho chị luôn nha. Dạ em cảm ơn. Ok chưa? Ok. Oh yeah. Này. Mình đứng xếp ngay hàng thẳng lối giúp em ha. Hôm nay ai cũng sẽ được ông Giang ký tặng sách hết, cho nên mình cứ đứng xếp thẳng hàng giúp em ha. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Ê sao mấy người này có thiệt mà mình không có vậy? Mình có người gọi rồi má. À thiệt cái gì nữa. Chú. Dạ chào chú. Ủa sao tụi con không xếp hàng? Dạ vợ chú nói là tới thì vào thẳng gặp chú luôn, đâu cần xếp hàng. Vợ? Vợ đâu? Ai? Thì vợ chú Giang là cô Mai đó. Vợ chú Giang cái gì?
xô mạnh dữ vậy? Làm cái căng dữ trời. Tự nhiên nhắc tới bà Mai cái ông cọc ngang à. Ai biết. Gọi lại coi. Ừ. Không có liên lạc được nè. Gọi lại. Khóa máy rồi, thôi bao luôn rồi. Xui thiệt, mất cái điện thoại hôm nay ngày gì mà nó xui thiệt là xui luôn á. Để em gọi thử. Alo. Nè em biết em đang cầm điện thoại của ai không? Bây giờ em đang ở đâu? Em ghẹo lộn người rồi đó. Ôi, xin lỗi cái điện thoại mà em nói chuyện kiểu đó. Anh nói thiệt với em nè, gặp anh lấy luôn á. Hello. Dạ dạ dạ. Dạ anh là cái chủ nhân cái điện thoại đấy em. À, xin phép mà em tên gì vậy? Dạ Thanh ạ. Ồ, hai Thanh. Chú ơi. Sao em? Con đang ở trong lớp á, con không có ăn cắp điện thoại gì đâu. Hả? Chiều nay con qua con gặp chú, con trả điện thoại được không? Trước tiên, tôi xin cảm ơn các bạn đến đây dự buổi lễ ra mắt sách của tôi. Và buổi lễ rất thành công. Chính là nhờ vào sự góp mặt đầy đủ của các bạn. Xin thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau enjoy bữa tiệc ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn. Dạ chú Giang, con nè. Anh đấy, cô là lạ. Lạ. Chú. Đi em. Đi em. Em theo anh. Em trời. Dạ. Sao anh lại gặp em rồi? Em được chú Giang mời tới mà. Mời tới hồi nào? Chú Giang có nhắn tin cho em nè. Để anh coi đi. Đúng là số chú Giang rồi. Thì đó em nói rồi, chú Giang mà. Nhưng mà chú Giang mất điện thoại từ sáng tới giờ rồi. Em đâu biết đâu anh. Em đâu có lấy đâu. Anh đâu biết đâu em. Dạ. Em đâu lấy đâu anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Đã tới đây dự buổi lễ ra mắt sách của tôi. Lần sau mà nếu có dịp gì tôi cũng xin mời anh tới tham dự nha. Anh thấy cái buổi tiệc ngày hôm nay anh vừa vui lòng không? Vui không? Dạ cảm ơn. Đồ ăn. Ủa? Ai đây? Dạ con đến chạy điện thoại cho chú nè. Ủa? Thì ra con là người giữ điện thoại của chú rồi hả? Dạ. Trời con tốt quá, cảm ơn con nhiều lắm nha. Cảm ơn. Trời ơi hệt quá. Sao tay chú không đơn giản cưới nó vậy chú? Con có chuyện này muốn hỏi chú. Con muốn mời chú đến dự khai trương nhà hàng công ty con. Nếu mà chú từ chối á, con sợ mấy tấm hình trong điện thoại này bị lộ ra ngoài á. Mất cái điện thoại hôm nay ngày gì mà nó xui thiệt là xui luôn. Nè em biết anh đang cầm điện thoại của ai không? Anh nói thiệt với em nha, bây giờ anh chỉ muốn có bé này thôi. Chị Mai, khi nào anh nói cho chị biết chuyện của chúng mình? Anh Minh nè, em sẽ gửi thời gian và địa điểm qua số điện thoại này cho chị. Sau chiến thắng đó, tôi nhận ra hai bài học. Một là nếu không thể đánh bại chính mình, cả thế giới sẽ đánh bại mình. Hai là phải chịu được sự cô độc, vì đỉnh cao không đủ chỗ cho quá đông người.
Ngày em cất tiếng khóc, có đâu ai ngờ những ước mong khát khao em tràn chợt như cơn gió đông. Dòng đời như nước cuốn trốn luôn yên ở nơi suối tuôn, biết nơi đâu là nơi em muốn bước qua. Phải chăng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió, hay bởi vì em luôn mang mong ước to? Nhìn về quá khứ ở đó, em chẳng mong mình ở đó. Đến lúc em dừng thì cuộc đời chẳng ai cho, càng bước càng đưa đôi chân em rất biết mơ. Chẳng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió, hay bởi vì em mong ước to? Nhìn về quá khứ ở đó, em chẳng mong mình ở đó. Đến lúc em dừng thì cuộc đời chẳng ai cho, càng bước càng đưa đôi chân em.